Ôi dồi ôi, cái giường này, ôi cái này mày đẹp này. Tủ lạnh, bàn là rồi nồi cơm điện các thứ. Cái chảo này, trời ơi, máy giặt này. Ôi dồi ôi, máy tính điện thoại này. Anan TV. Em Quỳnh và chị Tân An chào các bạn nào. Chào tất cả các bạn. Hôm nay em Quỳnh và chị Tân An sẽ đi đâu nhỉ? Đi bán đồng nát. Đúng rồi. Hôm trước là em Quỳnh và chị Tân An đã đi bán đồng nát để lấy tiền mua kem này. Mà hôm nay là em Quỳnh và chị sẽ đi bán đồng nát để lấy tiền mua cái vở tô màu này cho em Quỳnh này. Cái này em tô hết rồi. Em Quỳnh tô hết cái cuộn vở này rồi này. Và em Quỳnh tô đẹp như này. Cái này em Quỳnh tô đẹp này nhờ. Và hết cả bút chì này, bút chì em Quỳnh tô còn mỗi cái đoạn này. Em Quỳnh siêu tiết kiệm luôn này. Đây đây đây. Cái này em Quỳnh tô còn mỗi mẫu này này. Cái này phải mua này, không không tô được nữa rồi nhờ. Thế em Quỳnh bán cái gì nào, đồng nát của em Quỳnh đâu nào? Em Quỳnh chì vào. Các bạn xem. Em Quỳnh và chị Tân An chỉ cho các bạn xem này. Đây là đồng nát của nhà Tân An nhá. Đây, đây đồng nát của chị Tân An mà em Quỳnh tích trữ được trong vòng mấy tháng nhỉ. Hôm nay là ngày chủ nhật này nên là em Quỳnh được nghỉ học, chị được nghỉ học thì mới làm clip được. Đây đồng nát có gì đấy chị nhỉ? Đây là cốc này, rồi là lon này, này, hộp giấy này. Giấy. Ở bên này này, đây đây. Hộp sữa của em. À, hộp sữa của em Quỳnh này, hộp sữa Milo của chị này. Đây này. Cục bia này, lon bia này. Đây này, ừ. Đây là chai Lavi này. Và hộp bánh sinh nhật của em này. Hộp bánh sinh nhật của em nữa, ở trong này cũng vậy này. Ở trong này cũng có đồ tương tự như này. Rồi bây giờ mình sẽ đi nhá. Nhìn này thôi nhưng nhẹ lắm. Chả có gì đâu. Em Quỳnh đẩy hộp chị này. Đi. Đây, cái này nhẹ không mà. Đây vào. Rồi. Một xe hàng luôn này. Đây nhá. Cân mà quá. 7 cân em ạ. 7 cân à? 8 cân nữa. 8 cân nữa. 19, 18. 27. Tất cả là 27 cân à? Nhìn thế thôi chỉ được mỗi 27 cân nhỉ? 60.000 à? Được rồi, ok. Đây được 60.000 này. 6 túi được 60.000. Cảm ơn bác nhá. Rồi lên xe về nào. Về đi mua vở tô màu nào. Cho em Kình 10.000 nhá. Chỉ cầm 50.000 nhá, chỉ lớn hơn, chỉ bê được nhiều hơn. Chỉ làm nhiều việc hơn. Em Kình có mối đi chơi còn chỉ đẩy xe. Nhờ em Quỳnh không đẩy xe em tí nào, em Quỳnh được 10.000 thôi. Em Quỳnh xuống đi mua gì nhỉ? Mua màu này và mua vở tô màu nè. Đi. Màu đó bên kia, một chì nhá. Em Quỳnh thích tô chì màu hơn. Cái này nhà mình có rồi. Đây này, màu một chì này. Bộ xem bao nhiêu tiền nào, em Quỳnh có 60.000 thôi. Đây 74.000 này không đủ tiền đâu. À, cái này có cái 36.000 này. Cái này 36.000 này. Cái này bao tiền nhỉ? À, thì lấy cái này đi. Cái này đẹp này. Đâu rồi, vở tô màu đâu? À, tô các con vật này, hoa quả này, mà chọn cho em Quỳnh một cái này đây. Tô mấy con này nhá. Mấy cả quả hy cầu nữa. Đấy, hôm nay tô tạm như này đã nhá. Rồi. Em Quỳnh mua hai cuốn này, cuốn này với cuốn này là 24.000 này, mỗi cuốn 12.000 này. 24.000 với cả 36.000. Ờ đúng 60.000 luôn nhỉ? Rồi, được rồi. Em Quỳnh hôm nay đi bán đồng nát này. Em Quỳnh mua được những gì nhỉ? Em Quỳnh bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Bán đồng nát được bao nhiêu tiền? Được 60.000. Pikachu xe. Cười chảy cả nước mắt này này. Buồn cười thế hả?
được 60.000 thì em Quỳnh mua cái này là 36.000 này. Cuốn này 12.000 này, cuốn này 8.000 là 20.000 này. Là thành 56.000, được khuyến mãi 2.000, còn 54.000 đúng không? Vâng. 54.000 là em Quỳnh còn thừa 6.000 mua một gói bim bim này về ăn này. Là hết sạch rồi, lấy tiền đâu mà bỏ lợn nữa. Chết thật. Kiếm tiền xong tiêu hết là sập tiệm đấy, là phá sản đấy. Hôm sau phải học cái gì nhỉ, cái cách kia gọi là quản lý tài chính cá nhân đấy. Thấy chưa? Bây giờ em Quỳnh ăn xong thì em Quỳnh tô cho các bạn xem một cái xem em Quỳnh đợt này tô có đẹp không nhá. Em Quỳnh tô quả gì? Em Quỳnh thích tô quả na này, đây. Đấy, em Quỳnh dùng cái này chứ. Thế cái này đang mới này. Thế em Quỳnh dùng bộ nào? Bộ này đang dùng được này. Mình xem ở đây là còn màu này. Mở cho em không? Em Quỳnh tô màu mà còn mỗi có tí tẹo này. Cái này không tô được nữa rồi. Đấy. Đây này, em đây Quỳnh rồi. Tô quả na nhá. Em Quỳnh suốt ngày tô màu đấy các bạn này. Tô cái này là bố in cho tô này. Đây này. Úi trời ơi, váy này, guốc này, vương miện này, mũ này. Ui bánh sinh nhật này. Ui con cá này đẹp chứ này, em Quỳnh tô màu đẹp cực luôn. Quả cà này. Đây, gọi gì nữa nào. Cái mũ này. Elsa và Anna, ui dồi em Quỳnh tô đẹp thế nhá. Đây là tóc này. Cái này là bố in khung ra rồi em Quỳnh tô. Đấy, quả dầu này. Ui dồi ôi, quả tim này. Ui dồi ôi, cái giường này, ui cái này mày đẹp này. Giường của công chúa. Tủ lạnh bàn là rồi nồi cơm điện các thứ. Cái chảo này, trời ơi máy giặt này. Ôi trời, máy tính điện thoại này. Ui quả táo này. Ui con cá nữa này. Ui ôi con thiên nga này. Trời ơi số này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 này. Trời ơi. Ui nàng tiên cá lỏ lem này. Ôi. Em Quỳnh càng ngày tô càng đẹp nhỉ. Bây giờ em Quỳnh tô quả na cho các bạn xem nhá. Rồi. Đấy. Chỗ tài cho các bạn xem. Thế là em Quỳnh và chị là tích trữ đồng nát. Chị công của em nhá. 3 tháng trời nhá. Tích trữ đồng nát 3 tháng. Chị tôi em Quỳnh nhá. Bà đi bán được 60.000. Như vậy là 1 tháng thu nhập 20.000 đồng. Kiếm tiền không dễ nhỉ. 3 tháng được 60.000 đấy. Mà còn chưa trừ tiền xăng với cả tiền xe của bố công bố đưa đi nữa. Được bao nhiêu tiêu hết luôn. Con để em tô đi, còn tí này khóc đấy. Em Quỳnh cho con tô cùng. Em có cho chị tô cùng không? Có. Thế tô đây nhá. Này bộ màu này 36.000. 2, đâu, 4, 6, đâu. 8, 10, 12, 12 cái quả hả con? Quả của mình à. Cũng màu như thế mà. Bộ màu 12 cái này. Em Quỳnh đã đói bụng chưa hả? Chưa. Chưa hả? Chị đói bụng, chị chạy đi ăn cơm rồi. Rồi, em Quỳnh tô tiếp đấy nhá. Bây giờ em Quỳnh tô, tí nữa chị ăn cơm xong, chị nghỉ, chị tô tiếp với em nhá. Rồi, em Quỳnh chào tạm biệt các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anh Anh.